Vâng, xin chào mọi người. Ngày hôm nay tại Hà Nội thì Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt 3 mẫu xe, đó chính là Toyota Avanza, Toyota Rush và Toyota Wigo. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc xe Avanza trước. Chiếc Avanza này ra mắt với hai phiên bản, một phiên bản là 1.5 số tự động và phiên bản 1.3 số sàn, với mức giá đâu đó là, để tôi nhớ xem nào, 537 triệu cho số sàn, thì không có số sàn ở đây, chỉ có bản số tự động là 593 triệu. Bản này là bản 593 triệu, hộp số 4 cấp 1.5. Bây giờ anh em mình cùng tìm hiểu. Tôi sẽ trèo lên đây. Hôm nay ở đây hơi chật đó. Thế thì các bạn hãy nhìn phần đầu xe. Phần đầu xe, rất nhiều người trước khi Avanza ra mắt đã nói rằng đây là một chiếc xe thực sự là không được đẹp. Chính xác, nếu mà để mà nói đẹp với chiếc xe này thì thực sự là vô cùng có lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn nó khá là đơn giản, nó làm tôi liên tưởng đến những chiếc xe Toyota những năm 2000 bao nhiêu đó. Thì thực sự là nó rất đơn giản. Tất cả những chi tiết của nó đều đơn giản này. Đèn thì đèn thường, không có đèn LED định vị ban ngày, đèn halogen, đèn cũng to to, sáng sáng kiểu đấy. Ở đằng trước mặt ca lăng thì cũng chỉ có một cái viền chrome dày thôi, còn lại là đều là sơn đen. Rồi đèn sương mù ở dưới, tóm lại là nó rất cơ bản, cực kỳ cơ bản. Mặc dù nó cũng đã có một chút thay đổi là những cái đường nếp gấp ở đây, ở phần dưới này, cản dưới này. Cản dưới nó đã có những cái nếp gấp ở đây rồi. Đó. Nhưng mà về bản chất thì nó vẫn rất là đơn giản. Thậm chí có thể dùng hơi đơn điệu. Thế nhưng nếu như chúng ta khai thác về cái khía cạnh khác đi. Về cái khía cạnh mà bền dáng, cái này tôi đã nói khá nhiều rồi. Nhiều người có thể sẽ thấy rằng chiếc Avanza này nó xấu thật, nhưng mà cái sự bền dáng của nó ấy, nó sẽ rất là lâu. Nó sẽ dành cho những người mà không thích cái gì nó phá cách một cách quá. Bởi vì với những cái gì mà phá cách quá ấy, rất có thể chỉ sau một thời gian ngắn nó sẽ không còn được yêu thích nữa. Nhưng với cái dáng kiểu cổ như thế này, kiểu bảo thủ, kiểu thực dụng ấy, thì thậm chí 10 năm, 20 năm vẫn dùng được. Thích thì có thể nói là không thích nhá, nhưng vẫn dùng được và vẫn có thể yêu được. Không đâu xa chiếc Toyota Jace cho đến thời điểm này là bao nhiêu năm rồi, không biết các bạn còn nhớ không. Nhưng vẫn rất nhiều người săn đón. Tôi nói từ săn đón hẳn hoi, bởi vì cái Jace ngày xưa ấy, con xe 7 chỗ ấy, nó làm một cái gì đấy nó rất huyền thoại. Mà bây giờ thì nó cũ rồi cho nên nó rẻ lắm. Nhưng nó chở được 7 người, ngày xưa nó cực kỳ huyền thoại, nó với chiếc Mitsubishi Jolie. Nhưng con Jace thì vẫn hơn con Jolie, nó huyền thoại hơn. Thế thì cái Avanza này ra đời, tôi nghĩ rằng nó cũng hướng đến cái kiểu như vậy. Tôi tin chắc rằng sau tầm 5 đến 10 năm nữa, nó sẽ vẫn là một con xe được rất nhiều người săn đón, bởi cái dáng của nó rất bền dáng. Và hơn nữa là thiết bị ở trên Toyota, động cơ rồi các thứ vân vân, rất bền. Và điều nữa và vẫn phải nhắc đến ở Việt Nam chúng ta, đó chính là xe Toyota cực kỳ giữ giá. Xin dám khẳng định luôn là tất cả những chiếc xe của Toyota và kể cả chiếc Avanza này cũng không nằm ngoài quy luật đó, bởi vì nó bền. Bây giờ mình sẽ mở nắp capo ra. Rồi, cái nắp capo nhìn cũng đơn giản, không có nhiều đường gân đâu, nó chỉ có hai đường nối từ cái viền bên trong của cái đèn này, vuốt lên, nó cũng hơi nhô lên một chút. Nó không quá đơn điệu đâu, thực tế thì cái xe này nó không quá đơn điệu đâu. Nó cũng có những cái nét riêng của nó. Nếu như mà mua xe kiểu thực dụng, kiểu tiết kiệm ấy, thì con xe này không tệ đâu, con xe này không tệ chút nào đâu. Chứ nếu mà để bảo những anh em mà thích cái gì đẹp, thích cái gì đời mới ấy, thì các anh em chê là đúng rồi. Chứ còn con xe này nó sẽ hướng đến những người đơn giản, không thích thay đổi. Thậm chí có thể dùng dịch vụ, một chiếc xe rất dịch vụ, rất bền. Đây là động cơ 1.5 lít nhưng chỉ sản sinh công suất là 102 mã lực thôi. Và moment xoắn đâu đó tôi cũng không nhớ chính xác, nhưng cũng không phải là quá mạnh. Và hộp số là hộp số tự động 4 cấp. Nó cũng giống như với đối thủ của chiếc xe này là chiếc Xpander. Công suất thì cũng có thể nói là tương đương. Hộp số thì cũng như vậy. Tôi thì đã thử chiếc Xpander rồi, đi rất tốt. Thì tôi không nghĩ rằng chiếc xe này nó lại tệ đâu. Tôi sẽ có cái bài đánh giá chi tiết chiếc xe này trong vài hôm tới, rất chi tiết về động cơ, xem nó có đủ khỏe hay không, hay là nó lại yếu. Nhưng mà lại nói lại cái tính thực dụng nhá,
Người Nhật người ta rõ ràng là người ta đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Thậm chí người Nhật người ta nghiên cứu rất kỹ cái sở thích và cái nhu cầu của người Việt Nam rồi. Cho nên họ mới ra chiếc xe như thế này. Họ không ngu khi mà họ ra một chiếc xe để ai cũng chê, để không bán được, phải không ạ? Minh chứng là gần như là xe Toyota nào gần như là họ cũng bán chạy, gần như là như thế. Thế cho nên họ ra cái gì là có lý do của họ. Và xe này chắc chắn nó cũng không nằm ngoài cái lý do đó. Với mức giá là 593 triệu mà được một chiếc xe 7 chỗ thì có thể nói là không hề tệ chút nào. Bây giờ kiếm đâu ra một chiếc xe mà số tự động rồi rộng 7 chỗ rồi lại của Nhật, của Toyota mà giá tương đấy. Khó đúng không ạ? Nếu mà bạn là một người mua một chiếc xe đầu tiên dành cho gia đình đông hoặc là cần nhu cầu dịch vụ thì không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn con này. Con này nó sẽ không quá phá cách, nhưng cái không phá cách của nó lại chính là cái ăn tiền đó. Rồi bây giờ anh em mình nhìn sang thân nhé. Thân xe thì cái phần vành này chỉ là vành 15 inch thôi. Bánh trước thì là phanh đĩa, còn bánh sau phanh tăng trống thôi. Cái này thì không cần bàn nhiều, nó hơi nhỏ, nhưng nó nhỏ thì nó lại êm. Với chiếc xe này thì 15 inch thôi chứ to hơn thì cũng không hợp lý. Nhưng mà như thế này này, nếu như nhìn xa ra ấy, nhìn toàn cái thân xe ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó không có đường gân gì ở đây cả. Nó chỉ có một chút vát vát ở đây thôi này. Còn lại là nó là chân tuột và nó hơi cong. Nó lại làm chúng ta liên tưởng đến cái chiếc Innova thời ngày xưa, phải không ạ? Nhìn nó rất là đơn giản. Thực sự là cực kỳ đơn giản cho chiếc xe của Toyota mới này, Avanza. Tay nắm cửa ở bên này thì không có nút bấm điều khiển, không biết bên kia có không. À không có, bởi vì tôi nhìn thấy chìa khóa cắm vào ổ để bật, cho nên là chúng ta sẽ không có cái tính năng mở cửa thông minh đâu. Đấy, nhiều người người ta nói là Toyota không có gì để hỏng. Cũng đúng, bởi vì nó không có gì cả và không có cửa nút ở đây. Nhưng không có thì đồng nghĩa với việc không hỏng sẽ rẻ. Không hỏng thì không phải thay thế. Nhưng mà thực ra thì đồ của Toyota cũng rẻ mà, đâu có đắt đâu. Đồ thay thế đồ Toyota rẻ. Tất nhiên vẫn có gương ở đây này. Vẫn có xi nhan ở trên gương này. Xi nhan ở trên gương. Không phải là quá thiếu. Nhưng mà thực sự là nhìn sang cái phần thân xe bên này thì rõ ràng nó giống với Toyota Innova ngày xưa thật. Nhìn nó quá đơn giản. Đóng cửa cái nhé. Đóng cửa thì cái cửa này nó hơi nhẹ. Nó sẽ hơi nhẹ và nó có nó vẫn chắc nhá, nhưng mà nó không có cái cảm giác phầm phập của một chiếc xe chắc nịch. Nhiều người bảo tôi gõ vào này thì nó vẫn mang lại cái cảm giác như vậy thôi. Xe Toyota là nó phải như vậy đó, nó tiết kiệm mà. Bây giờ mình sẽ đi ra phần đuôi xe đi. Phần đuôi xe lại như thế, nó cũng không khác gì với chiếc xe ngày xưa. Nhưng mà đấy, tôi lại phải nhắc lại đến cái bền dáng. Thì có lẽ phải bây giờ mà chứng minh rất khó. Để mà chứng minh thì lại phải 5 năm nữa, 7 năm nữa thì mới chứng minh cho các bạn được. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào chiếc Innova. Bây giờ những chiếc Innova kể cả đời 2008 nhá, xe nào mà còn ngon ấy, có nghĩa là không phải dùng xà xã dịch vụ ấy, mà gia đình dùng ấy, mà sảnh ra một phát là anh em lao vào mua tới tấp ngay. Thế thì cái kiểu này nó cũng là cái kiểu đấy, chắc chắn luôn. Không có camera lùi, cũng chả có cảm biến lùi gì đâu. Thực ra hai cái đó thì chỉ vài triệu thôi là khắc phục được hết. Nhưng mà hãng lại không bổ sung vào. Đây là hàng cái cốp. Nếu như dựng hàng ghế thứ ba lên, không biết là ngồi như thế nào, nhưng tôi sẽ ngồi vào cái này trước để xem nó rộng không. Đây nó thế này. Sẽ không đóng được cửa đâu. Có thể để được hai cái vali dọc, không phải quá dày. Hai cái vali xách lên cabin máy bay thôi, chứ còn to thì không hơn được đâu. Nếu như dựng cả ba hàng ghế lên. Nhưng mà cái chiều cao của nó thì khó phải ổn đấy. Cái chiều cao thì được. Cái chiều ngang này cũng ok, không đến nỗi. 593 triệu thôi, đừng có đòi hỏi gì quá nhiều. Những người mà thích kiểu thực dụng bền bỉ thì đây cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nếu mà không thích trẻ trung quá mà thích kiểu bình bình, kiểu bền dáng lâu năm ấy, thì con này là ổn. Đèn không có chút gì là led đâu nhá. Tất tần tật đều là đèn halogen thôi. Bây giờ mình sẽ nhìn vào trong cái phía trong. Rồi. Ai đang bật cái mic rất là to. Rồi, đây. Mời anh em vào đây. Đây là nội thất của chiếc Avanza phiên bản số tự động, 593 triệu. Tạm cho là 600 triệu đi.
Tất cả đều là nhựa. Nhựa, nhựa. Gắn tí nỉ ở đây. Nhựa. Nhựa hết nhá. Giá này thì Toyota không bao giờ có một chút gì gọi là da hay là gì đâu. À, ghế thì vẫn là ghế chỉnh cơ thôi. Chỉnh cơ hết nhá. Chỉnh cơ hết tất cả. Rồi. Nhưng mà cái nhựa này ấy, thì rõ ràng là nhựa rồi, nhưng mà cái nhựa này nó là nhựa bền. Nếu như các bạn để ý những chiếc xe của Toyota như tôi đã từng nói, cái nhựa này nó bền lắm. 7 năm hay 10 năm ấy nó vẫn như bây giờ ấy, nó vẫn như là mới mua ấy. Nó chỉ bẩn thôi. Đặc biệt là cái phần vô lăng này này. Cái vô lăng này không phải là da nhá, cái vô lăng này là nhựa. Nó hơi mềm mềm một chút thôi. Nhưng mà cái vô lăng này ấy, nó nồi đồng cua đá, nó bền hơn cái vô lăng bằng da phải đến gấp 50 lần ấy. Cái vô lăng bằng da nếu các bạn cầm vào chỉ khoảng tầm 1-2 tháng thì là nó sẽ bóng, nó sẽ trơn rồi, nó cũ đi. Nhưng mà cầm thì rất, tất nhiên là sướng hơn cái này rất nhiều. Nhưng mà về độ bền ấy thì phải như thế này này. Bây giờ mà có lấy búa, lấy dao, cạo hay lấy gì vào đây ấy, không thể hỏng được. Không thể hỏng được luôn. Cái nhựa này cũng thế. Cái vô lăng thì chỉ có một ít nút thôi. Tôi sẽ bật cái đồng hồ lên. Tôi sẽ bật cái đồng hồ lên đây rồi. Đây, tôi đã bật cái đồng hồ lên rồi. Đồng hồ to, rõ ràng, dễ nhìn. Nếu mà là Toyota thì có thể nói là cũng ok. Đẹp thì không thể nói là đẹp được, nhưng mà cũng ok cho một chiếc xe Toyota. Gương thì là gương chỉnh điện nhá. Gương chỉnh điện luôn. Có cả sấy kính ở đằng trước. Cái cửa kính này này, cái cửa kính này thì là gập điện này, à cụp điện, cái kính này này là lên xuống điện. Còn lại lên xuống điện tự động, còn lại là cũng lên xuống điện nhưng không tự động. Đó. Phải mở bằng chìa khóa nhá. Mở bằng chìa khóa chứ không không có nút đề nổ đâu. Mặc dù là khóa cửa thì khóa từ xa, có ấn nút ở ngay trên chìa, nhưng mà khi muốn đề thì phải vặn. Tất nhiên cái này thì cũng xử lý được thôi, cũng dễ mà. Muốn có nút bấm dễ không? À đây, nhìn vào khu này đi. Cái khu này nếu mà nhìn từ xa ấy, nếu chỉ nhìn không ấy, thì nó cũng nuột đấy, nó không đến nỗi tệ đâu. Nó không đến nỗi quá đơn điệu đâu. Cửa gió điều hòa này. Rồi ui cái điều hòa này nhá. Cái điều hòa này là điều hòa cơ. Điều hòa cơ nó mới bền. 20 năm vẫn chạy tốt, thậm chí hơn. Nó là điều hòa cơ, nó không phải điều hòa điện các bạn. Đây. Hay thật. Nếu các bạn để ý thì những anh em công nghệ nhá, anh em làm về máy tính các thứ ấy, yêu máy tính, chơi game ấy, thì vẫn thích cái bàn phím cơ. Vì sao? Bởi vì nó chân thật và nó bền. Thế thì những anh em chơi ô tô ấy, mà những ai tính bảo thủ ấy, tính kiểu thực dụng ấy, thích bền bỉ, thích kiểu nồi đồng cua đá, thì rất thích cái điều hòa kiểu vặn nó kêu khăng khăng như này. Bởi vì nó là điều hòa cơ. Nó bền lắm luôn ấy. Rất bền luôn. Đúng thật là Toyota đã nghiên cứu kỹ cái sở thích của người Việt Nam khi mà cho ra mắt cái Avanza này. Nó sẽ đem lại cái cảm giác cực kỳ bền và không có cái gì để hỏng cả. Cái màn hình thì thực ra thì tôi không thích cái màn hình cái kiểu module này đâu, nhưng mà xe này thì kể cả trên chiếc Rush chắc cũng thế thôi. Nó vẫn là cái hình vuông nhét vào một cái lỗ. Thế thì nó lại độ chế nó cũng dễ, nhưng mà cái này là Pioneer nhá. Pioneer thì cũng không phải là dạng vừa đâu. Nghe vẫn ổn, cảm ứng vẫn ổn. Đó, có cả đầu đĩa DVD ở trong luôn nhá. Không nên nội tệ chút nào. Đó. Ổn đấy chứ nhỉ. Đó, thế thôi. Đấy. Ngoài ra thì tất cả những cái khác đều chỉnh cơ hết. Gương chỉnh cơ này. Ghế thì là ghế nỉ này. Ghế nỉ thì nó cũng không phải là điều quá vấn đề với một chiếc xe đâu. Nếu mà tôi mà mua chiếc này về thì tôi vẫn sử dụng ghế nỉ. Dùng đến khi nào nó nát bét ra thì tôi mới lắp da vào. Mà lắp ghế da cho những cái ghế trên ô tô bây giờ giá hợp lý lắm. Từ 3 đến 5 triệu thôi bạn. 5 triệu là ngon lắm rồi. Đó. Đây không có tựa để tay này. Không có tựa để tay thì cũng không thích lắm. Tất nhiên là cái này nó đã giúp tựa ở đây rồi, nhưng mà có tựa để tay thì nó ổn hơn. Nhỏ nhỏ thôi cũng được, hoặc là gạt từ đây ra cũng được. Đó, thế thôi. Bây giờ mình ra hàng ghế từ từ để xem nào. Tôi sẽ ngồi cái này. Ngồi ở cái vị trí này nó có cái giống cái cảm giác của Innova, nhưng nó sẽ thấp hơn. Nó thấp hơn. Con này dẫn động cầu trước nhá. Chỉ có một điều là con này chỉ có 2 túi khí phía trên thôi, nó sẽ không có nhiều túi khí đâu, bởi vì nó rẻ mà. Nó sẽ cắt. Và nó cắt thêm cả cân bằng điện tử nữa, hơi phí. Nó có ABS và các thứ liên quan.
phân bổ lực phanh, là chống bó cứng phanh các thứ, nhưng nó sẽ không có ESP. Đó, đây là vị trí ngồi của tôi này, ngồi lái này. Tôi sẽ chỉnh cho nó thoải mái. Rồi, lái phanh, rồi chỉnh gương các thứ. Rồi, bây giờ ra ghế phía sau xem. Đúng kiểu Toyota, cái cảm giác đúng thật là nó cũng hơi mỏng mỏng thật. Nó mỏng thì nó sẽ nhẹ. Xem nào, có ngả được không ạ? Ai à, ngả được. Ngồi kéo được không? Tiến ra tiến vào, tiến vào được, nhưng mà tiến hơi ít, đáng nhẽ phải tiến thêm một tí nữa để cho người hàng sau có thể ngồi được. Bởi vì nếu như tôi tiến lên hết rồi nhá, mà cái đầu gối của tôi vẫn còn từng này, nếu trong trường hợp mà đằng sau mà cần thêm khoảng không thì rõ ràng là sẽ hơi phí. Đây độ khoảng tầm 10-15 phân thì đó, đầu không chạm trần, điều hòa ở trên này, điều hòa ở trên, ba cửa gió và có cả nút chỉnh tốc độ gió nhá, 1, 2, 3 đàng hoàng. Chắc chắn là sẽ mát rồi. Điều hòa của Nhật thì không nói đến nữa. Tất cả đều là nhựa ốp này. Ngồi rộng nhá, ngồi như thế này thì quá ổn. Nó có cái trụ nhô lên ở đây, không hiểu là lý do gì. Không hiểu là có phải là cầu sau không, tôi nhớ là cầu trước mà. Thôi, cái đấy mình sẽ kiểm tra sau. Nhưng mà ngồi hàng ghế thứ hai như thế này là rộng. Ngả là xem ngả hết cỡ nhá. Để xem nào. Ui, ngả được thế này cơ mà. Nếu như không có người đằng sau thì êm đấy, ghế êm. Không cực kỳ êm đâu, nhưng thế này là ổn. Ngồi duỗi ra như thế này, nằm như thế này cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ thử ngồi cho nó thẳng lên đây nào. Không, cái này thì hơi đứng quá. Mình sẽ đàng hoàng, chỉnh đàng hoàng. Rồi, đây là cái tư thế mà tôi có thể ngồi đi thoải mái một quãng đường dài. Bây giờ tôi sẽ gập cái hàng ghế này lại. Đây có tự để tay không? Không, ngồi thử ra giữa xem. Ngồi ra giữa cũng ổn, có cái tựa đầu đây này. Hơi ổn thôi, cũng được thôi, chứ không phải là thích lắm. Cũng được. Đó. Chân không chạm, đầu gối không chạm. Cũng được. Rồi, bây giờ tôi sẽ gập cái này lại. Gập cái này lại là 50-50 nhá, chứ không phải chia đâu. Nửa này nửa kia. Rồi, bây giờ sẽ gập lại. Nhấc lên như thế nào đây? Thôi được rồi, mình sẽ trèo qua đi. Vì tôi đứng ở cái thế hơi khó. Nhấc lên nó phải nhấc ở đây. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nhá, tôi sẽ ngồi vào đây này. Rồi, đầu gối của tôi đã chạm vào ghế rồi. Gạt cái tựa đầu lên. Đầu gối của tôi đã hơi chạm vào ghế này, nhưng cái ghế này là ghế mềm cho nên nếu tôi ấn sâu vào đây này, các bạn hãy nhìn này. Vẫn ổn. Đó, tóm lại là không đến nỗi quá tệ. Nhưng cái chân thì không sọc được vào cái gầm ghế ở hàng trên. Cái chân thì không sọc được đâu. Như thế này đã đấy, sọc được. Sọc vào giữa thì được. Nhưng mà nó hơi khó chịu nếu như sọc hơi bị vẹo ra bên này. Tóm lại là không sọc được đi. Đây, đầu gối để vào đây thì nó chạm, nó lõm cái ghế vào này. Cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà nó với tôi, với chiều cao như tôi thì nó hơi chật. Đầu tôi đã chạm vào đây rồi. Chạm vào tóc rồi. Đó. Cái tựa đầu nếu mà ngồi ưỡn ra không, tôi thì tôi sẽ không chọn ngồi hàng ghế thứ ba. Cỡ tầm 1m7 đổ xuống. Lúc nãy tôi có nhờ một người tầm 1m7 ngồi thì ok, thoải mái. Kể cả hàng thứ hai ngồi thoải mái thì hàng này nó vẫn ổn. 1m7 đổ xuống thôi thì ổn. Đó là tổng thể chiếc Toyota Avanza với mức giá cho hai phiên bản. Số sàn là 537 triệu và số tự động là 593 triệu. Một mức giá có thể nói là yêu thương được cho một thương hiệu Toyota của Nhật. Còn lại là yêu thương như thế nào được thì các bạn có thể comment ở phía dưới video. Nếu như giả sử các bạn đang sở hữu một chiếc xe máy hoặc một chiếc ô tô cũ, nhưng gia đình bạn bây giờ lại có thêm thành viên đông người, thì liệu bạn có chọn Toyota Avanza không? Cái xe này thì không dành cho những người đã sở hữu ô tô rồi, hoặc là những người mà không thích Toyota. Những người mà không phải những người đó thì có thể comment ở phía dưới xem là cái xe này nó có ổn không. Đặc biệt là những người mà có thể là chạy dịch vụ du lịch, và hoặc là những người có ngân sách ít mà dùng cho gia đình đó, thì có được không? Nhớ subscribe kênh YouTube của Xe Hay và nhớ comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì chúng ta đi lại một vòng để nhìn xem tổng thể chiếc xe này xem có ổn không. Anh có thể đi lại một vòng giúp tôi.
Rồi, có thể đi sang bên kia nhìn lại góc 3 phần 4 cho đẹp. Tổng thể để anh em nhìn rõ hơn về chiếc xe này. Đó, dừng lại khoảng một lúc nha, để cho anh em nhìn lại kỹ xem nó có ổn không. Trông như một chiếc tiểu Innova.